Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị phản biện xã hội về phương án quy hoạch các dự án ven sông Hàn. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng các phó chủ tịch đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Hội nghị đã báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch dự án bất động sản và bến du thuyền, dự án Olalani. Các tham luận phản biện của các chuyên gia, nhà nghiên cứu tại hội nghị nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố và chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây. Có đại biểu cho rằng, đối với quy hoạch phía Bắc dự án Olalani, cần phải điều chỉnh dành phần đất cho hầm vượt sông Hàn, dọc khu vực ven sông, cần được nghiên cứu tổ chức thành trục cảnh quan ven sông theo định hướng quy hoạch chung, tổ chức các khoảng không gian mở thông suốt từ phía đường Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt về phía sông, hạn chế hình thành dãy nhà kéo dài, che chắn tầm nhìn. Nhiều đại biểu cũng đề xuất cần mở rộng không gian công cộng phía bờ sông, hình thành khu vui chơi, giải trí, bãi đậu xe công cộng nhằm phục vụ đời sống nhân dân. Tôi cũng thống nhất khi vẫn duy trì một số lượng tháp cao tầng với tư cách từ những điểm nhấn kiến trúc, có số lượng tầng vừa phải thì cần quan tâm các giải pháp chiếu sáng cho các công trình cao tầng, góp phần tôn tạo cảnh quan sông Hàn về đêm. Cái điều đặc biệt là liên kết từ đầu sông cho đến cuối sông, cái đường đấy nó thông thoáng. Cái công xây dựng dự án là không vào được đâu, làm dự án xong là khép kín ở trong đó, dân mình không vào được. Các bạn chưa thấy cái bài học kinh nghiệm một số cái công trình trên đường biển của chúng ta. Một số đại biểu còn băn khoăn về nội dung công trình xây dựng lắng sông, lấp sông, nén dòng sông Hàn ở vị trí cuối sông. Khi mưa bão, dễ xảy ra sạt lở, dễ xảy ra nguy hại cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân hai bên bờ sông Hàn. Nghiên cứu cái khối công trình làm sao chúng ta phải có một cái khoảng lùi nhất định để tránh trường hợp là sau này, sau khi nghiên cứu vào chi tiết, ở đây là mới viện quy hoạch nghiên cứu, nhưng bây giờ cái đơn vị tư vấn về giao thông chẳng hạn, người ta nghiên cứu, người ta lệch qua vài chục mét thì sao? Cho nên là cái chỗ đó tôi cho rằng là nên đẩy lùi cái công trình cao tầng xa cái vị trí hầm để chúng ta có cái cơ hội để nghiên cứu sau này, chứ không thì khi mà chúng ta đã đặt cái công trình này vào đó rồi thì rất khó xử lý về cái phần móng cọc. Nhìn chung, đa số các ý kiến tham luận đều đồng tình, ủng hộ và thống nhất với chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố về phương án điều chỉnh quy hoạch các dự án ven sông Hàn theo hướng nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án bất động sản, bến du thuyền và dự án Olalani cần được xem xét đồng bộ, hài hòa cảnh quan tổng thể. Việc đề xuất cao tầng với khoảng cách các tòa tháp theo quy hoạch dự án bất động sản, bến du thuyền, dự án Olalani được phê duyệt trước đây là có thể xem xét nhằm phát huy tầm nhìn thoáng rộng từ phía bờ Tây sông Hàn. Các đại biểu cho rằng, việc điều chỉnh này rất phù hợp với định hướng của đồ án quy hoạch chung thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 593 ngày 15 tháng 3 năm 2021, góp phần làm thay đổi diện mạo trung tâm thành phố, xứng tầm là một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.